Rồi hello, xin chào mừng em đã quay trở lại kênh của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ có một video rất đặc biệt. Như anh em đã nhìn thấy ở cái thumbnail video rồi thì hôm nay là ngày sinh nhật mình. Hôm nay là ngày sinh nhật mình nên sẽ lên video này. Hy vọng là anh em có thể ngồi với mình đến hết buổi công chiếu ngày hôm nay. Thì trong video này thì mình sẽ vừa ôn lại một tựa game mà phải nói là đã cho mình cái sự khởi đầu cho cái kênh YouTube này, và cũng như là chia sẻ một số cái chuyện trong quá khứ với kênh cũ của mình cho anh em. Và ở đây chúng ta đang có PES 2015, đó là một cái tựa game mà ra mắt cách đây cũng 9 năm rồi. 9 năm thì lúc đó là mình hình như là mình còn đang học cấp 2. Lúc đó học cấp 2 thì cũng kiểu máu me làm mấy cái kênh game bóng đá, rồi là đấy, muốn làm YouTuber anh em. Thế thành ra là cũng rất là kiểu tham hố để mà làm những cái tựa game như thế này. Thì hôm nay chúng ta sẽ ôn lại cái thời kỳ này. Thì phiên bản PES 2015 này là chúng ta đang mùa 2014-2015 và có Van Persie ở đây. Thì cái đợt này thì game này vẫn còn UEFA Champions League anh em nhé. Exhibition Match, đá được Champions League này. Thực ra là đợt đấy game này hình như là game bóng đá đầu tiên đưa cái kiểu ăn mừng siêu của Ronaldo vào, chứ không phải là FIFA 15. Theo mình nhớ hình như là như thế. Đến FIFA, phải đến FIFA 16 mới có hay sao ấy. Hình như thế anh em nhé, mình không chắc. Nên mình sẽ test thử. Nhưng anh em có thể thấy PES thì nó không có bản quyền các đội đầy đủ đâu. Nhất là ngoại Anh rồi là giải Ý các thứ nó thiếu nhiều lắm. Đây là Ronaldo và Messi. Và mình cũng... Cái này thực sự một sự may mắn khi mà hai cầu thủ hai bên nó sẽ là pick random anh em. Nó sẽ hiển thị random cho anh em. Và cũng như là... xem nào. Chúng ta sẽ vào cái game plan nhé. Mình đang phải preview máy ảnh qua điện thoại anh em ạ. Cũng hơi là... khổ một chút. Đó. Thì mình đang phải đá bằng tay PS5 này anh ạ. Đá bằng tay PS5. Thì đây chúng ta đang có vẫn còn Iker Casillas này. Mùa này thì mình nhớ là Casillas vẫn bắt, chứ còn Keylor Navas là bắt đầu từ mùa sau đấy. Còn đây là chúng ta về cơ bản là có full cái đội hình không, CM không phải là James Rodriguez. Thực ra là có thể có Casemiro mùa này vẫn chưa về anh em nhé. Thôi cứ để đội hình như vậy, chúng ta vào đá thử xem sao. Đó, anh em có thể thấy là đồ họa của game thời đấy thì chưa có ấy đâu anh em ạ. Chưa có cái cỏ 3D đâu anh em. Rồi và chúng ta sẽ cùng thử bắt đầu trận đấu này. Mình cũng không nhớ là... mình đã chỉnh tay cầm trước rồi. Ui, đồ họa game là mình để mức cao rồi anh em nhé. Nhưng mà không hiểu sao là đến những cái năm 2014-2015 game bắt đầu làm đồ họa trông nó tệ đi. Cũng khá là buồn. Không nhớ là mình đang để mức độ gì cơ. Benzema, không được rồi. Gareth Bale. Anh em đợi chút để mình kiểm tra một chút vấn đề về micro. Mọi thứ vẫn đang chuẩn chỉnh anh em ạ. Con này đá phạt nhanh này. Cái màu áo Barca năm đấy trong game này mình cảm giác trông nó không được thật lắm. Màu trông nó hơi bị giả lập. Trông nó giả giả quá, không được đẹp. Nhưng mà phải nói là PES 15 là một trong những phiên bản PES tốt nhất mà mình từng được chơi. Bởi vì là nó... anh em phải biết là cái PES 14 nó tệ đến cỡ nào. Cũng có thể là PES 15 không hẳn là tốt đến cái mức thế, nhưng mà so sánh với cái năm trước đấy thì sẽ khiến người ta nghĩ rằng là game nó đã tốt hơn rất là nhiều. Rõ ràng game có tốt hơn. Ui, mà mình để ý một điều là hậu vệ trong PES kèm cặp các thứ rất là khó chịu nha anh em. Hồi đấy là... ở đây. Hồi đấy nó phải như này cơ anh em ạ. Cả PES cả FIFA khi mà anh em chỉnh phím nó sẽ đều có lựa chọn alternative, tức là sẽ có phù hợp cho người vừa từ PES chuyển sang FIFA và ngược lại.
Bale. Modric. Tony Cruz. Hits it. Ôi, Hamed sút hơi ẩu nha. Ôi nhưng mà sao trong trí nhớ của mình là game này đồ họa nó đẹp lắm cơ mà ta. Sao giờ mình nhìn trông nó cứ kiểu như là mấy cục nhựa nó đá với nhau, mấy cục đất sét nó đá với nhau. Đồ họa tệ hơn cả PES 13, 11, 12, 13 luôn á. Với cả những cái năm đấy thì mình cũng hay đá Team Real tại vì mình là fan của anh 7 mà. Thì kiểu đá Team Real nó sẽ bị một cái là anh 7 đá cánh mà mình kiểu cũng không quen cách để điều anh 7, khiển anh 7 trong cái kiểu như thế. Là mình toàn phải cho Benzema ra dự bị đẩy anh 7 lên đá cắm. Ây chà, ui, Messi có cái trò kéo bóng hay thế nhở. Tony Cruz. Ronaldo. Đây rồi. Đây rồi, Ronaldo. Chạy được không, chạy được không. Ui, cái này sút chéo góc nó không dễ như FIFA anh em nhé. Bên FIFA là mình cũng thường kiểu đá như đá kiểu này, đến góc đấy sút là gần như chắc chắn vào. Nhưng mà có lẽ là điều đấy nó đang không áp dụng cho game của chúng ta ngày hôm nay. Cũng hơi đáng tiếc. Thời đó thì cái hàng tiền vệ MCK nó cũng chỉ có sự khác biệt duy nhất là có James Rodriguez ở đây thôi. Hồi năm cấp 2 mình bắt đầu tự nhiên là muốn mình muốn trở thành một YouTuber, muốn làm các video về game đăng lên. Ở đấy mình làm nhiều game lắm, nhưng mà chắc là nó bén duyên với game bóng đá, tại vì một phần là cái kiến thức bóng đá của mình nó nhiều hơn các cái game khác đấy. Thế là kiểu cũng hợp, xong là đăng video lên rồi là cũng được anh em ủng hộ nhiệt tình lắm. Đợt đấy nhưng mà kênh mình đợt đấy cũng nhỏ, có khoảng 2.000 sub thôi à. Đấy là tổng cộng là mình làm từ 2014 cho đến tận 2019 trước khi mình mất kênh. Messi à? Đó thì đợt đấy có làm cái video nhìn lại FIFA Online 3, cái đợt nó game mới đóng cửa để chuyển sang FIFA Online 4 á. Còn sau đấy thì vid đấy nó cũng lên xu hướng, xong là cũng được đâu đấy tầm 120.000 view thì phải. Cũng chỉ khoảng đâu đấy tầm 1-2 tháng sau là mình mất kênh. Mình nhớ là như thế. Thế nên là xong là nếu mà anh em nào đã từng xem kênh cũ của mình thì có thể biết đâu chúng ta gặp lại nhau ở đây thì sao. Kênh đó đợt đấy là ban đầu khởi điểm là mình làm về game Mirror's Edge, cái game mà kiểu đi cảnh parkour các thứ ấy, cũng có cốt truyện. Sau đấy là mình làm cả GTA 5 đợt đấy cũng nhiều view. GTA 5 đợt đấy một video của mình cũng đâu đấy phải nhẹ nhàng tầm 10.000 view. Nhưng mà đợt đấy thì sub không lên nhiều tại vì mình hồi đấy là chưa biết edit, cũng như là kiểu cũng không kêu gọi anh em subscribe kênh ấy, thành ra là hơi đáng tiếc. Ronaldo. Anh em nhìn này. Siêu không? Anh 7 có siêu không? Đây. Thực ra hồi đấy nó chưa gọi là kiểu ăn mừng siêu, mà nó là right here right now, tức là ý là ở đây có mình tàu ở đây, kiểu nó là như thế. Cũng hay. Nhưng mà cái replay sau tình huống bàn thắng của game này nó rất chậm nhá. Anh em nhìn nó replay nó bị chậm quá mức ấy. Chậm quá, xong kiểu mình ngồi mình xem lại nó cũng mất thời gian. Ui, Cavahan, đúng rồi. Đó là Cavahan. Cavahan đợt đấy trông trẻ nhỉ. Modric năm đấy là năm Modric để tóc ngắn, tại vì mình nhớ là cái trận không phải nhỉ. Cái trận chung kết Champions League mà các cầu thủ Real bảo là sẽ cạo đầu nếu vô địch ấy, là mình nhớ là năm 2017 cơ. Còn năm đó thì mình không nhớ lý do tại sao Modric lại cắt tóc ngắn năm đó. Chúng ta trải nghiệm một hiệp thôi nhỉ. Một hiệp thôi, xong mình sẽ thử sang
các đội khác. Mà nhiều cái để lựa chọn, trong đó tất nhiên là sẽ không thể thiếu Man United của anh em rồi. Xem nào, Man United này, Man United đợt đấy mà ngoại Anh mà còn bản quyền thì chắc là có một Man United thôi anh em ạ, không có đội nào khác đâu. Không có đội khác đâu. Thực ra Man City năm đấy, Man City năm 2014 cũng chưa hẳn gọi là quá mạnh như bây giờ, nhưng mà nhìn lại đội hình họ vẫn còn Sami Nasri cả. Có Fernandinho, Yaya Touré, Clichy, Zabaleta. Đợt đấy thì đội hình của Man City cũng không có cái gì gọi là quá đặc sắc ấy. Nhưng mà năm đấy nếu mà vô địch thì phải là Chelsea. Mình nhớ năm đấy mùa đấy Chelsea vô địch. Đá đội nào nó cũng phải khỏe khỏe xứng tầm tí anh em ạ. Hazard, Oscar, Schuller kìa, Matic, sao vào được đấy. Ơ, đội hình... đợt đấy thầy viêm gan, bảo sao ạ, trời ơi. Anh em nhìn này, Di Maria. Tôi cũng không hiểu là thầy Van Gaal nghĩ gì luôn. Xem nào, chúng ta xem có đá được 4-3-3 hay chắc là 4-3-3 được. Nếu mà như thế thì Ashley Young sẽ đá ở vệ cánh này. Không, thực ra chúng ta có Phil Jones mà. Đó, thực ra chúng ta có khá nhiều lựa chọn trong đây đó. Chúng ta có Radamel Falcao này anh em. Hoặc thực ra là có thể đá 4-4-2 nếu mà anh em thích. Mình nghĩ là 4-4-2 sẽ là một lựa chọn hợp lý hơn khi mà chúng ta có cả Van Persie và Rooney kìa. Fellaini đi. Đá thầy viêm gan mà không có phe sủ thì nó cũng hơi là đáng tiếc đấy. Rồi chúng ta sẽ cùng vào trận đấu giữa MU với Chelsea. Alex Ferguson Stand năm đó là cũng bản quyền sân vận động các thứ MU đầy đủ. Mình nhớ đến năm PES 2017 thì là mất bản quyền cả Real cả MU. Năm đó thì là Madrid cái gì á. Còn MU thì là Man Red. Man City là Man Blue mà MU sẽ lúc đấy là Man Red. Những cái trường hợp mà mất bản quyền khá đáng tiếc. Mata. Mình cảm giác đá này nó chậm hơn FIFA khá nhiều. FIFA cầu thủ chạy như bay ấy. Rooney. Chance. Đúng rồi. Rooney. Thật anh em, tôi không dám để mức khó đâu, tại vì đợt này đá nó bị ngu đi ấy. Mình đá ngu đi là 1-2 nữa là game cũ quá, chơi lại nó không quen. Xong như hai cái video lần trước ấy, đá nhàm chán quá, không có bàn thắng. Thủ thì ok, thủ được, chứ còn công kiểu tự nhiên loạn nút lên xong quên mất. Đợt đấy Chelsea vẫn còn John Terry nhỉ. Aspilicueta đợt đấy cũng gọi là khá là trẻ trung. Chứ còn tính bây giờ thì Aspilicueta đang là một lão tướng tại Chelsea rồi. Cũng không phải đọc là Cueta mà Sueta. Aspilicueta. Đấy là chính mồm anh ấy bảo là đọc như thế. Hazard. Diego Costa. Ui giời. Di Maria. Số 7 thành Man. Manchester United scoring in the first 10 minutes to give them a 1-0 lead. Nếu mà thực ra là đợt đầu mình cũng vốn dĩ đã không có ý định làm về FIFA Online 4, tại vì là nếu như mà làm về FO4 thì nó bão hòa quá khi mà cái thị trường
kênh YouTube về FIFA 24 nó đang rất bão hòa rồi. Nếu mà mình có làm thêm thì mình cũng không thể nào mà gọi là có thể bứt phá lên để tạo được dấu ấn được. Tại vì thứ nhất là mình không có đủ tiềm lực tài chính này, ví dụ như nạp thẻ, đập thẻ, cầu thủ xịn, các thứ thì người ta cũng không xem. Hai nữa là kỹ năng mình cũng không phải là đến cái mức mà để đi làm video dạy người khác cách đá được. Mình đá kiểu đá vui vẻ, đá bình thường thôi. Đá tấu hài là chính. Darren Fletcher. À, phát bóng lên. Này, khả năng chắc mỗi trận đá được một hiệp. Mà nhìn thực ra là nếu mà nói một cách công bằng thì gameplay của PES khá là thật. Nó cảm mình cảm giác nó chân thực hơn FIFA ở một cái góc độ đấy, về vật lý có thể nó sẽ chân thực hơn. Nhưng mà ấy, về cái, xét về cái mức độ giải trí thì tất nhiên nó không bằng. Bởi vì PES là game này gọi là solo kỹ năng các thứ nó một cách nó công bằng hơn. Còn đá FIFA thì có khi nhiều ông đá không hay đâu, nhưng kiểu chỉ dình sút xa dễ vào. Nó phi thực tế và nhiều quả sút xa nó bị phi vật lý quá. Thế là một cái nhận định mình nghĩ là cái công tâm nhất về hai con game này, xét về phương diện giải trí và cũng như là về mặt kỹ năng. Tất nhiên là FIFA không phải là không có kỹ năng, chỉ là cái việc mà để nó làm người chơi ghi bàn một cách ảo diệu rồi là tạo siêu phẩm nó quá dễ, nó không sát với thực tế lắm. Nên mình mới nói gameplay của gameplay của Pep nó thật hơn là như thế. À, Oscar là người đã đi theo tiếng gọi của đồng tiền. Đáng tiếc nhỉ, một thời mình cũng khá thích Oscar. Tất nhiên là đến bây giờ thì cũng chả còn nghe tên Oscar trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào nữa. Một cái điều là mình khá cay cú đấy là tận 3 phiên bản PES 15, 16, 17 Konami nó súc vật đến cái mức mà game trên PS4 nó đồ họa next gen rồi, nhưng mà nó không chịu update lên PC. Mãi đến phiên bản PES 28 mới có. Tất nhiên là PC hồi đấy của mình thì cũng không mạnh đến cái mức mà có thể chơi được next gen, nhưng mà ý là gì thì gì chúng ta hoàn toàn có lựa chọn. Úi giời ơi. Mà tà triển đội bóng cũ à. À, hồi năm đấy là củ tỏi vẫn còn ở Chelsea. Phil Jones. Hazard. Cesc Fabregas. Cahill. Cesc Fabregas. Đợt đấy nếu mà ra các quán PES ấy, cái thời điểm năm 2014 thì đa phần hầu hết các quán PES là người chơi họ ngồi rất đông chỉ chơi PES 13 thôi, hoặc là về sau đấy họ chơi PES 15, chứ rất hiếm khi và gần như là không bao giờ thấy ở quán người ta chơi PES 14 ở trên ấy cả, trên PS4 cả. Tại vì con game ấy nó quá tệ và ai cũng chửi. Nếu mà để xét về mức độ tệ thì eFootball 22 nếu được mà xét trên thang số 10 về độ tệ, eFootball 22 là 10 thì con PES 14 kia cũng phải được 8. Tại sao mình chấm con PES 14 nó thấp hơn? Tại vì là nó có những cái nó không thể tệ bằng con eFootball 22 được. Bởi vì PES 14 nó còn có nhiều những cái mode chơi rồi cũng như là các cái chế độ khiến cho anh em cảm thấy hào hứng và thích thú. Chứ còn nói thật ấy thì lấy đâu ra. eFootball 22 nó làm thành game mobile và hút máu rồi, đâu làm gì còn cái gì cho anh em nữa. Đây đang là Fesu. Ui Fesu. Ui người anh em, ghi quả bàn cháy thật. Khét quá luôn. Ngài phe xù luôn. Trời ơi. Xem nào. Còn một nếu mà nhắc về năm 2015 chúng ta còn gì nhỉ? Còn gì có thể thử được trong game này khi mà
Tại vì pet thì nó cũng chỉ có mấy chế độ phổ biến đấy thôi, cũng mình cũng không biết là có thêm những cái gì có thể hay để mày mò lại được trong con game này. Hồi đó cũng, hồi đây là năm đầu tiên mà Konami cho ra mắt cái chế độ gọi là My Club. My Club thì nói chung là một cái hút máu từ xưa đến giờ rồi. Chắc có edit đây, xem vào check edit xem. Hồi xưa là cài patch rồi là cài mod cho pet thì hầu hết là phải có cả một cái file file edit của game nữa, nó giống như cái file squad trong FIFA anh em. Xem nào, nhìn vào check lại khuôn mặt của anh 7 xem sao. Bale này, ui, Bale overall 90 anh em nhá. Ronaldo này, Benzema, Kilonavet hồi đấy trông cũng hơi bị ấy quá, trông nó không được thật lắm. Toni Kroos cổ hơi bị rụt nhỉ. James, ui, Marcelo trông kiểu hoảng hốt đấy nhỉ. Cavani trông trẻ. Ramos đẹp trai, Ramos bản này đẹp trai thật anh em ạ. Xem nào, có Messi năm đấy mình nhớ là trong game này trông cũng khá đẹp trai. Sao trông nó bị mặt chuột tay rơi làm sao ta, hay thế nhở. Appearance nhá, trông Messi cứ bị mặt chuột tay rơi nhở. Nhưng mà nhá, không biết là anh em thấy sao, nhưng mà kiểu nhiều người nói là, tất nhiên là ví dụ như so sánh Ronaldo thì Ronaldo đẹp trai là đúng rồi, nhưng mà nhiều người lại bảo là, thậm chí là những người anh em của mình là fan Messi nhá, họ đều bảo là Messi không đẹp trai. Nhưng mà mình thấy Messi đẹp trai mà, kiểu trông kiểu, là người ta có cái cả về khuôn mặt rồi là những cái nét trên mũi các thứ khá là đẹp ấy chứ, thì khá là ok, chứ không phải là bảo là Messi không đẹp trai được. Mà mình nghĩ là video cũng đến đây thôi. Rồi là có gì hôm sau chúng ta sẽ cùng quay lại với các series FIFA của mình tiếp. Nếu mà anh em có thắc mắc kiểu như là tại sao mà mình hay drop những cái series mình đang làm dở, thực ra là bởi vì cái kênh này mình làm một mình và những cái video đó là cái nguồn thu nhập của mình. Nếu mà mình cứ tiếp tục duy trì, nó sẽ đi theo một cái lối mòn, và khi mà nội dung nó không còn cái để khai thác nữa thì chính mình cũng chán mà khán giả xem cũng chán. Nên là thành ra là mình cảm thấy đến cái lúc mà mình phải drop cái series đó thì mình buộc là phải làm thế. Bởi vì là khán giả một là không xem nữa, và hai là khi mà mình bỏ công sức ra làm video đó thì nó không đem lại được những cái mà mình có thể tiếp tục duy trì được kênh ấy. Nên là rất mong anh em thông cảm. Và mình cũng nghĩ là mình sẽ phải ví dụ như là thu hẹp lại cái khoảng thời gian của một series. Thay vì mình cứ đá rông đá dài, cứ hai trận một tập rồi là kiểu cứ đá mãi một hành trình nó bị một chiều như thế, thì mình khả năng mình sẽ có thể thu ngắn lại, rồi là ví dụ bao nhiêu tập đấy thì mình sẽ đến một cái bán kết hoặc một cái chung kết gì đó. Mình nghĩ là nó sẽ tạo ra một cái dấu mốc, một cái điểm mốc trong series và sẽ tạo được sự thích thú. Mà không sao, nay là sinh nhật mình thì cũng rất vui vẻ khi mà anh em đã vào đây ngồi với mình đến cuối của video này, và cũng rất là mong là anh em tiếp tục ủng hộ cho những cái video của mình trong tương lai tới. Anh em đừng quên nút like và nút đăng ký kênh nhé, để mình có thêm động lực ra thêm nhiều những cái video mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo.